Dạ phố. Đâu vậy Hương? Ủa? Trời ơi. Ơi mới gặp ở Việt Nam là nay qua Thái vậy hả? Đúng vô quay. Tới đi. Tới đi. Cực khổ à. Có gì đâu cực khổ coi. Bé Hương á, bé Hương không biết thấy đường nó đi không nữa. Đông quá, cắm cái mặt nó vô điện thoại không à. Không phải một lời tiền tăng, có thể tăng tăng tăng. Một cái gì mà đông dữ vậy? Người ta mua bánh, bánh gì mà ngon dữ vậy? Ai biết, đâu đâu vô mua thử vậy. Mà không biết là bánh gì nữa. Đúng chờ mua bánh là vậy á. Ai biết đâu, có thấy được đâu, thấy người ta mua không. Còn đi quốc tình kia rồi. Đi hả ơi. Đang giờ Hãy
từ xe. Xe kìa. Mạnh dạng lên giống như ngơ ngác rồi, giống lạc đường quá vậy. Người nhà là không có xin lỗi. Tính cho đúng nha. Bạn này phải giảm giá không? Hay nay dân 259 giảm 10 bạc cũng có 7.000 mấy à. Dạ kiếm vậy. Kiếm cái giá hẹo 10 bạc 7 mấy à. Vậy con bạc là có 7 mấy đồng à. Có lại giá hay không? 7 mấy đồng anh vô lên 10 thì không phải mấy ngàn mấy. Dạ đúng rồi. Tôi hỏi đại gì đó. 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 Tôi hỏi giảm phê kìa.
Ủa được gì đây em? Vui vậy.